Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với T-Mobile Channel và mình là Minh Hiếu đây. Như các bạn đã biết thì nhu cầu mua điện thoại cũ ở thị trường Việt Nam khá cao và trong tầm giá khoảng 7 đến 8 triệu đồng. Đối với những dòng flagship cũ thì chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và so sánh với các bạn về hai chiếc điện thoại flagship đến từ nhà Samsung và Apple, đó chính là Galaxy Note 10 Plus và iPhone XS Max để xem chúng ta nên chọn điện thoại nào là hợp lý nhất trong năm 2023. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu vào video thì các bạn nào quan tâm đến mức giá tốt nhất của dòng sản phẩm Note 10 Plus hoặc là iPhone XS Max máy cũ 99%, tham khảo ngay tại Itermobile. Mình có để đường link phía bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Ngoài ra, Itermobile đang có chương trình thu cũ lên đời cao nhất thị trường và khi mua máy các bạn sẽ được bảo hành cả nguồn và màn hình lên tới 6 tháng. Cho nên, các bạn cứ yên tâm trong vấn đề mua hàng. Đầu tiên là về thiết kế cũng như là vật liệu hoàn thiện. Đối với Galaxy Note 10 Plus với thiết kế vuông vức, cứng cáp và nam tính, kế thừa đặc trưng của các dòng Galaxy Note tiền nhiệm, được hoàn thiện bởi khung viền kim loại và kính cường lực Gorilla Glass 6, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và vô cùng chắc chắn. Cụm camera được đặt dọc và có lẽ đây là mẫu thiết kế được đánh giá là hài hòa nhất trong các đời dòng Note. Và Galaxy Note 10 Plus sẽ có 3 màu là Aura White, Aura Black và Aura Glow. iPhone XS Max thiết kế mềm mại hơn với viền kim loại thép được bo cong và các bạn nào đã từng sử dụng qua dòng iPhone XS Max thì phải biết là cái khung viền của nó siêu cứng. Mặt lưng được hoàn thiện bằng kính bóng và cụm camera được thiết kế đặt dọc khá hợp lý. Cho đến thời điểm hiện tại là năm 2023, khi nhìn lại chiếc iPhone XS Max thì vẫn còn thứ gì đó khá sang trọng và bắt mắt. iPhone XS Max sẽ có 3 màu chủ đạo là Silver, Gold và Gray. Về màn hình, Galaxy Note 10 Plus ăn đứt iPhone XS Max với tấm nền Dynamic AMOLED, màn hình 6.8 inch, độ phân giải là QHD+. Phần mềm màn hình được làm cực kỳ mỏng, không khác gì những dòng flagship cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Độ sáng màn hình tối đa lên tới 1200 nits giúp hiển thị màu sắc tốt hơn và trung thực hơn rất nhiều. Riêng về khoảng màn hình thì mình phải nói thật với các bạn luôn là Samsung làm màn hình quá tốt, quá đẹp và có giá trị theo năm tháng. Tiếp theo sẽ là màn hình của iPhone XS Max, sở hữu màn hình kích thước là 6.5 inch và tấm nền AMOLED có độ phân giải là 2688 x 1242 pixel. Với các thông số ấn tượng kể trên sẽ mang lại cho chúng ta những hình ảnh sắc nét, màu sắc sinh động và đặc biệt là độ sáng cao. Điểm yếu của em này là thiết kế tay thỏ nên hạn chế nội dung hiển thị trên màn hình. Về hiệu năng, iPhone XS Max sở hữu con chip Apple A12, một con chip còn khá ổn so với thời điểm hiện tại. Và Apple luôn làm tốt phần cứng lẫn phần mềm giúp cho máy hoạt động vô cùng ổn định. Với sự điểm AnTuTu đạt được sẽ là 457.000 điểm, CPU sẽ là 119.000 điểm và GPU sẽ là 152.000 điểm. Còn với Note 10 Plus, sở hữu con chip Exynos 9825, một con chip khá đuối ở thời điểm hiện tại. Vì với cùng số tiền bỏ ra để sở hữu một con chip dòng Android thì chúng ta đã có thể có 870 hoặc là 888 rồi. Và sự điểm AnTuTu đạt được sẽ là 518.000 điểm, CPU sẽ là 124.000 điểm và GPU sẽ là 196.000 điểm. Về game, cả hai em này đều có thể chiến tốt những tựa game cơ bản như là Liên Quân Mobile hoặc là PUBG Mobile, đều đạt được ở mức là 60fps. Đối với những tựa game nặng thì hai em này vẫn có thể chiến tốt nếu bật đồ họa ở mức trung bình. Tiếp theo là thông số camera. Với camera của dòng Note 10 Plus, chúng ta có camera chính là 12MP, cam tele sẽ là 12MP và ultra wide sẽ là 16MP. Và iPhone XS Max sẽ có hai camera là 12MP. Tuy thông số camera không còn quá khủng ở thời điểm hiện tại, với điều kiện đủ sáng, cả hai đều làm rất ok, ảnh cho ra khá chi tiết và chân thực. Bên cạnh đó, quay video ở Note 10 Plus và iPhone XS Max quá ngon luôn, từ màu sắc cho đến chi tiết và trông rung cực kỳ ổn. Và điểm yếu của em iPhone XS Max là vẫn chưa có chế độ chụp đêm. Như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã gửi cho các bạn một bài so sánh về chiếc Galaxy Note 10 Plus và iPhone XS Max. Nhìn chung thì với mức giá khoảng 7 triệu đồng thì đây là hai sự lựa chọn khá hợp lý ở thời điểm hiện tại. Các bạn nghĩ sao về hai chiếc điện thoại này? Hãy cho mình biết ý kiến dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe và chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ T-Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.